Chà là ăn quả các bác ơi. Chà là ăn quả nhá. Chắc là cũng không có nhiều bác biết đến cây này đâu. Cây này là một giống mới đưa về thị trường Việt Nam mình thôi. Cây chà là ăn quả. Ở Việt Nam mình nếu các bác đi dọc con đường các bác sẽ thấy là mình ở mình trồng chà là rất là nhiều. Nhưng mà đa số chà là trồng ở thị trường Việt Nam mình ấy là chà là cảnh quan, chà là bóng mát, tức là trồng nó không có quả đâu mà nó chỉ có bóng mát thôi. Còn cái giống chà là ăn quả này là 1-2 năm nay nó mới đi về thị trường Việt Nam thôi. Và bây giờ đây là vườn đầu tiên tại Hưng Yên, Việt Nam mà trồng được ra quả to, chất lượng quả to đẹp như này luôn. Đây chồng bọn em mang về trồng thử nghiệm xem là khi về Việt Nam mình ấy thì cái chất lượng chà là nó như thế nào, thì sau đó bọn em mới nhập đại trà về để bán cho mọi người nhá, mọi người nhá. Đây là giống chà là Ba Hia, là một giống rất là nổi tiếng của Thái Lan. Bên Thái Lan nó có rất là nhiều giống chà là, nhưng mà giống chà là Ba Hia là giống giống chà là ngon nổi tiếng nhất. Đây. Đây là quả nó to hơn quả trứng cút nữa các bác nhá. Chà là Ba Hia này quả của nó to hơn quả trứng cút. Đây. Một chùm này của nó có thể nặng cho đến 5 cân luôn. Cây này chùm này hơn 5 cân luôn. Em bật một quả cho các bác xem này. Này quả rất là đẹp này. Bật một quả nhá. Quả này chưa chín hẳn đâu. Đây. Đấy. Đây nhá. Chà là này. Đây. Ăn nhá. Vị của nó là ngọt. Nó đậm. Giòn. Giòn tan luôn. Công dụng của quả chà là này, ăn nó rất là hàm lượng chất dinh dưỡng của nó cực kỳ cao. Người ta thường mang quả chà là một là ăn tươi này, hai người ta sấy khô này. Một là ăn tươi này, hai là sấy khô này. Các bạn muốn tra công dụng của cái quả chà là ấy, các bác cứ lên gờ gờ. Các bác đánh ra thông tin của chà là nhá. Đây là em chỉ quay mẫu cho các bác ấy, quay mẫu một cây ấy. Đây. Chùm này. Đây là các cái cây này bọn em là phải để cho mã nó được đẹp nhá, là phải bọc này vào. Cây lại thế là phải bọc giấy. Đây là một cái chùm này là quay ra nó chưa chín hẳn đâu. Phải bọc vào để cho ruồi với các con côn trùng nó không đốt quả cho quả nó được đẹp. Em gửi cho anh 5 ký. Cái này em không bán quả, em bán cây. Em không bán quả, em bán cây thôi. Đây ạ. Một cây chà là Ba Hia. Nhà em có rất là nhiều cỡ, từ cỡ nhỏ cho đến cỡ to. Bác nào muốn trồng thì IB ngay cho em. Mua cây rẻ hơn là mua quả ký luôn. Một cây, một cân chà là Ba Hê trên thị trường. Ba Hê nhá, không nói chà là thường. Chà là thường nó rẻ lắm. Chà là Ba Hê này trên thị trường cắt tại vườn ở bên Thái Lan đã hơn 500 ngàn một ký rồi. Cắt tại vườn bên Thái Lan đã hơn 500 ngàn một ký. Chà là Ba Hê nhá các bác nhá, không nói đến chà là thường. Đây là chà giống chà là Ba Hê. Các bạn mua một cái cây này về chỉ trồng sau một năm ổn định là các bạn có quả ăn, mà mỗi một chùm quả nhá. Ví dụ như cái này là của bọn em này. Một cây này nó có thể ra 5-6 chùm nhá. Một cây này có thể ra 5-6 chùm. Như cây này là bọn em đã thu hoạch bớt rồi, đã thu hoạch. Rồi ra 5-6 chùm nhá mọi người nhá. Bác nào mà muốn trồng thử một cây chà là, có cây trai cỡ thì cỡ nhỏ như này thôi, có cây trai cỡ nhỏ thì cây này. Đây như cây này này. Đây là bọn em đã thu hoạch rồi này, đã cắt quả rồi này. Có cả cây cỡ to hơn nhá, cây cỡ to, cỡ cao luôn. Cỡ to, cỡ cao. Đây là lấy về, nhập về để trồng thử tại Hưng Yên, xem cái chất lượng quả nó khi đưa về thị trường mình nó sẽ như thế nào. Từ sang năm bọn em sẽ nhập rất là nhiều cây về. Từ sang năm bọn em sẽ nhập rất là nhiều cây về để bán cho mọi người. Đây, ví dụ như một cây này này, nó chùm quả nó nhá, một chùm quả, hai chùm quả này, 3 chùm quả, 4 chùm quả, 5 chùm quả, 6 chùm quả. Mỗi một chùm quả trung bình của nó khoảng 5 cân một chùm nhá. Mỗi một chùm quả của nó khoảng 5 cân một chùm. 5 cân một chùm, 1 cân thì bán được 500, 5 năm 25, 2 triệu rưỡi rồi. Mà đây có bao chùm? Chỗ này bao chùm chị đếm lại em cái quên mất rồi. Thì bán một cây quả này cũng là nó thu được chục triệu một vụ rồi đấy. Cây này là cây chà là Ba Hê nhá. Chà là Ba Hê. Đây. Quả nó to như quả trứng cút này. Rất là ngon và ngọt luôn.
Đấy, đây là cây trà là ba hê trồng tại Hưng Yên nhá. Trồng tại Hưng Yên. Ăn nó rất là ngọt. Đấy, rất là ngọt luôn. Không chỉ Thái Lan trồng được mà Hưng Yên mình cũng trồng được nhá. Hưng Yên trồng được nè. Hưng Yên mình trồng được thì tất cả các tỉnh phía Bắc của mình đều trồng được. Bác nào đang cần setup biệt thự sân vườn, các bác muốn trồng một vài cái cây ăn quả độc lạ thì các bác có thể trồng cái cây trà là cho em. Ăn quả rất là ngon, ngọt. Nó ngọt lắm, nó giòn mà hàm lượng chất dinh dưỡng của cây trà là rất là cao. Ở thị trường Việt Nam mình là gần như bọn em là người đầu tiên đưa cái giống trà là ăn quả, trà là ba hê này về, vì trà là ăn quả, trà là riêng giống trà là thôi, nó có rất là nhiều giống. Mà các bạn đi ở ngoài đường, ở các khu đô thị các bạn thấy người ta trồng rất là nhiều trà là, nhưng trà là đấy là trà là cảnh quan, nó chỉ ra quả, nó quả của nó bé và không ăn được. Nó chỉ là lấy bóng mát thôi, không ăn được. Hoặc có một nơi nó lấy, một số nơi thì lấy quả, lấy trà là ăn quả về, nhưng mà nó là giống khác. Nó không phải giống này là giống nó không ngọt, giống này là giống ngon, ngon là hiện tại. Cái giống ba hê này là giống ngon nhất tại Thái Lan vào thời điểm hiện tại nhá. Giống đắt không bạn? Giá nó cũng cao hơn cái giống khác một tí thôi, nhưng mà ăn nó rất là ngon đấy mọi người nhá. Cái cây mà bình thường mà mọi người muốn mua cái cây cỡ bình thường về là về để trồng mà có quả ăn luôn thì là giá nó tầm 5,5 triệu một cây. 5,5 triệu một cây là cái cây mà về trồng phát là sang năm có quả luôn đấy, là cam kết sang năm có quả luôn. Thì 5,5 triệu một cây. Còn cái cây mà để trồng mà 1-2 năm sau mới có quả, vài năm sau mới có quả được. Còn nhà bên vườn em có cây hơn triệu cũng có. Cây hơn triệu là cây rẻ nhất nhá. Còn cái cỡ cây như cây này nè, cỡ cây như cây này là cây 15 triệu. Cỡ cây to như cây này, vành 200 này, là cỡ cây 15 triệu. Đấy. Đấy. Cây này là nóng thân của nó khoảng 1m1. Nóng thân của nó sẽ là 1m trên 1m1 thì giá nó khoảng là 15 triệu. Còn nóng thân mà cao khoảng tầm 2m, 2m rưỡi thì giá nó lại cao hơn. Mình ở Hưng Yên nhé các bạn nhé. Mình ở Hưng Yên nhé. Trà là nhá. Trà là ăn quả. Cây này rất đáng để trồng luôn. Các bác trồng thử đi. Rất đáng để trồng luôn. Đây là em quay sát quả này. Quả đẹp chưa? Đấy. Quả cực kỳ đẹp luôn. Quả của nó to hơn quả trứng cút nhé các bạn nhé. Quả của nó to hơn quả trứng cút. Mã quả cực kỳ đẹp, quả cực kỳ xinh luôn này. Quả to hơn quả trứng cút. Ai quan tâm thì IB vào số điện thoại em là 969162214 nhá. Em xin phép xuống like đây. Từ từ đã. Để em quay lại một cái video rồi đã.